sức khỏe các bệnh nhân vụ nổ đầu đạn hiện ra sao? Tối mùng 10 tháng 11, bác sĩ Trần Xuân Hậu, khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết đang điều trị cho 5 bệnh nhân bị chấn thương nặng do nổ đầu đạn. Trong đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là Y Trâm, 22 tháng tuổi. Hiện tại, bệnh nhi vẫn bị hôn mê do vết thương sọ não hở và vết thương vùng hàm mặt. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhi. Trước đó, mùng 9 tháng 11, ông A đang cùng người thân làm tiệc thôi nồi cho cháu. Do trời mưa, gia đình đã rời bếp vào trong và làm luôn bếp kiềng ở chỗ đầu đạn, nơi hàng ngày gia đình dùng để kê đập sửa chữa dụng cụ lao động. Trong quá trình đun nấu, bất ngờ đầu đạn phát nổ. Vụ nổ đã làm 9 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em, mái nhà người A đang bị lật tung hư hỏng nặng. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Trong đó, 5 bệnh nhân bị thương nặng gồm bệnh nhân Y Thím, bệnh nhân Y Hội, bệnh nhân Y Thước, cháu Y Thu Hà và bé Y Trâm. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã xử lý vết thương và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Điều tra việc chuyển nhượng căn hộ bất hợp pháp tại chung cư Khang Gia. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xử lý sai phạm tại dự án chung cư Khang Gia khởi công năm 2010 và đưa vào sử dụng tháng 5 năm 2014. Đến năm 2016, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện công ty Khang Gia tổ chức thi công xây dựng sai so với thiết kế được duyệt. Cụ thể, tự ý ngăn tường thành 71 căn tại khu vực thương mại dịch vụ, giữ xe dịch vụ, nhà giữ trẻ và nhà sinh hoạt cộng đồng ở vị trí tầng 1, tầng lừng và tầng 2 của chung cư. Thanh tra xây dựng đã lập biên bản xử phạt hành chính, ngừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu tháo dỡ đối với phần sai phạm, thời gian thực hiện dự kiến hoàn tất công tác tháo dỡ vào cuối tháng 6 năm 2019. Thế nhưng đến nay, công ty Khang Gia vẫn không thực hiện việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm như đã cam kết. Ngoài ra, sau khi có kết luận thanh tra của cơ quan chức năng, chủ đầu tư liên tục tìm cách né tránh, bất hợp tác, trì hoãn bàn giao kinh phí bảo trì 2%. Công ty Khang Gia chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng, trả lại tiền hoặc bố trí nơi ở mới cho các hộ dân đã mua nhà tại các tầng sai thiết kế được duyệt. Trẻ dưới 6 tuổi nhiễm HIV được sử dụng thuốc kháng virus miễn phí. Theo ông Nguyễn Hữu Hải, Phó trưởng phòng điều trị HIV/AIDS, Cục phòng chống HIV/AIDS, trẻ em nhiễm HIV là đối tượng đặc biệt được quan tâm. Ông Hải cho biết, theo luật phòng chống HIV/AIDS, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV, thuốc kháng virus HIV, miễn phí. Đối với trẻ từ 6 đến 15 tuổi, thì theo luật phòng chống HIV/AIDS là đối tượng ưu tiên miễn phí thuốc dự phòng HIV.